Phê kinh khủng các bạn ơi. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Hoàng Yến Vlog. Ngày hôm nay mình sẽ làm một thử thách cực kỳ ấn tượng và đó cũng là một thử thách đáng nhớ nhất trong cuộc đời của mình các bạn nhé. Đó là mình sẽ quay ngược thời gian trở về năm 1945. Trong lúc nạn đói đang hoành hành, mình sẽ lấy hết can đảm để ăn một bát cám lợn các bạn ạ. Các bạn thấy thử thách này thế nào? Nếu là các bạn thì các bạn có thực hiện được không? Hãy để lại bình luận ở bên dưới giúp mình với nhé. Đừng quên đồng hành cùng mình đến cuối video và nhớ là ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi lọc cám và nấu lên để ăn thôi. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một bát cám lợn rồi. Bây giờ mình sẽ lọc cho bớt vỏ trấu các bạn nhé. Mình xúc vào đây. Lọc thôi. Các bạn nhìn này, rất nhiều vỏ trấu và tấm gạo luôn ấy. Đây là cám thành phẩm mình thu được đấy bạn nhá, rất là mịn luôn. Bây giờ mình sẽ cho vào nồi đổ nước và đun lên thôi. Lần đầu tiên ăn cám lợn nên không biết là cho trong đây nước có vừa chưa nữa các bạn. Thôi chắc mình cho trong đây nước thôi. Và mình sẽ đặt lên bếp cồn để đun. Mình sẽ đậy bung lại. Cá nó bắt đầu sôi rồi các bạn. Mình sẽ cho vào đây một ít muối hạt các bạn nhé. Cho nó có vị đậm đà một chút. Thiệt chết lại rồi này. Chắc là mình sẽ đun một lúc nữa là chín các bạn ạ. Không biết là ăn cám lợn sẽ có vị như thế nào đây. Hồi hộp quá đi thôi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và đổ ra bát các bạn nhé. Đúng là mùi cám lợn luôn đấy các bạn. Cái mùi nó cứ ngai ngái kiểu gì á. Đây các bạn ơi, bắt cám lợn thành phẩm mình đã nấu xong rồi đây. Bây giờ mình sẽ đợi cho nguội rồi thưởng thức các bạn nhé. Bắt cám lợn cũng đã nguội rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn này, cám này. Ôi, cái mùi nó ngái kinh khủng luôn đấy các bạn. Cái cám sống lúc chưa đun ấy thì cái mùi vị nó rất là thơm, nhưng mà nấu lên rồi thì cái mùi nó đã ngay ngái. Bây giờ là lúc mình bắt đầu thực hiện thử thách mới các bạn nha. Mình sẽ thử miếng đầu tiên các bạn ạ. Khó ăn quá các bạn ơi. Rất là khó ăn luôn ấy. Cái vị nó kiểu gì ấy, nó cứ nhặng nhặng, xong rồi ngay ngái, xong rồi mùi, nói chung tóm lại là cái vị nó kiểu gì ấy, các bạn ạ, khó ăn lắm. Mình sẽ ăn một miếng thứ hai để cảm nhận rõ hơn cái vị này các bạn nhá. Phải nói rằng là quá kinh khủng luôn các bạn ạ. Ôi khó ăn dã man luôn ấy. Mình không hiểu tại sao ngày xưa các cụ ấy lại có thể ăn được cám lợn nữa. Nhưng mà hôm nay ấy, chính tay mình đã xúc từng thìa cám lợn để ăn các bạn ạ. Thì mình mới cảm nhận rõ được cái sự vất vả, cái sự gian nan và cái nạn đói kinh hoàng năm 1945. Nó khủng khiếp đến mức nào ấy các bạn. Trời ơi, nó quá là kinh khủng luôn. Bây giờ lợn còn chê cám các bạn ạ. Nấu ngon nó mới ăn, nấu không ngon thậm chí lợn còn không ăn đấy các bạn. Mà ông bà ta ngày xưa phải ăn cám, mà cám còn không có mà ăn ấy. Trời ơi,
quá sợ luôn ấy. Các bạn nhìn này, không biết là trong số các bạn đang xem mình ở đây đã bạn nào thử ăn cám chưa ạ? Trời ơi, cái vị rất là sợ luôn. Và các bạn ơi, nếu như mà đặt trường hợp mình và các bạn, nếu như mà chúng ta quay ngược thời gian trở về năm 1945 thì các bạn sẽ chọn như thế nào ạ? Các bạn chọn như thế nào? Mình ăn cám để được sống hay là mình nằm chờ chết đói ạ các bạn? Và mình nghĩ rằng mình hay các bạn cũng vậy thôi, tất cả chúng ta đều mong muốn được sống đúng không ạ? Vậy thì mình phải bắt buộc là ăn cám lợn thôi. Quá sợ luôn ấy. Chắc mình sẽ không linh tinh dài dòng nữa, mình sẽ phải ăn hết cái chỗ cám lợn này các bạn nhé. Trời quá kinh khủng các bạn ơi. Sợ quá các bạn ơi. Mình phải uống một ngụm nước. Trời ơi. Chắc là phải một thìa cá và một ngụm nước mất các bạn ạ. Thật sự là rất khó ăn đấy. Khi mình ăn những cái thìa cám này ấy, thực sự là quá ghê luôn đấy các bạn. Và mình càng nghĩ về những cái năm tháng ngày xưa ấy, những năm tháng mà ông bà mình đã phải chịu đói khổ ấy, cực kỳ là thương luôn đấy các bạn. Làm sao để mình có thể vượt qua được cái thử thách này đây các bạn ơi. Hãy tạo động lực cho mình bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. Cám lợn đây các bạn. Cái này các bạn là mình đã lọc bớt cái vỏ trấu ra rồi. Nếu mà lẫn vỏ trấu vào đây còn khó ăn nữa các bạn ạ. Phê kinh khủng các bạn ơi. Phê thực sự luôn ấy. Cái thử thách này mình phải can đảm lắm mình mới thực hiện cái thử thách này các bạn ạ. Cảm ơn các bạn. Khi đã ăn cám lợn rồi các bạn thì mình càng thấy quý trọng được miếng ăn các bạn ạ. Đồ ăn là rất quý các bạn nhé, nên là chúng ta đừng bao giờ lãng phí đồ ăn. Nay mình ăn hẳn bát tô cám lợn luôn đấy các bạn. Nói chung là phải vừa ăn vừa uống nước các bạn ạ, chứ không thì không thể nuốt được.
Mình đang tưởng tượng là mình đang ngồi ở giữa năm 1945. Mình vượt qua được nỗi sợ hãi, ăn để được sống các bạn ạ. Các bạn ơi, thực sự là khó ăn quá các bạn ạ. Mình sẽ bỏ lại chỗ cám này các bạn nhé, còn từng đây cám. Trời ơi, mình không thể nuốt được nữa các bạn. Mình không thể nuốt được nữa các bạn ạ, vì nó khó ăn kinh khủng luôn đấy. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình đến cuối video. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình các bạn nhé. À, mình nghe nói rằng là cám rất nhiều vitamin B1 đấy các bạn. Nếu như các bạn nào muốn bổ sung vitamin B1 thì các bạn có thể thử nhá. Nhưng mà thử ít thôi chứ đừng nấu nhiều như mình rồi không ăn được đâu các bạn ạ. Bởi vì cái vị rất là khó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.